Hà Nội bây giờ có hàng trăm hiệu sách lớn bé khác nhau được đầu tư công phu và đẹp mắt. Thế nhưng người Hà Nội vẫn có thói quen đến những con phố cũ với những hiệu sách có tuổi đời non nửa thế kỷ để mua sách. Và hơn cả việc sở hữu một cuốn sách, họ đến đây còn là để ngắm phố, những con phố như một phần của Hà Nội. Số 5 Đình Lễ, Hà Nội. Nằm khuất nẻo trên gác hai của khu tập thể cũ kỹ, cửa hàng sách lâu đời của gia đình bà Phạm Thị Mão và ông Lê Luy là địa chỉ lui tới thường xuyên của người Hà Nội 40 năm nay. Ban đầu thì bán sách ở vỉa hè bưu điện bờ hồ, sau đó ông bà mua một gian tập thể ở đây để mở hiệu sách. Và bước ngoặt lớn nhất để tạo nên thương hiệu sách số 5 Đình Lễ lại bắt đầu từ một cuốn sách. Cái cuốn ấy là cuốn Amalat, những nền văn minh thế giới. Thì lúc đầu nhà xuất bản người ta tuyên truyền để làm cái cuốn sách đấy, nhưng mà không ai làm, thì mình cảm thấy là cuốn sách ấy được, cho nên là nhận làm. Cuốn sách rất dày, giá 250, thì mình hồi đó là mình in được hơn 20.000 cuốn, và cuốn sách bán được rất chạy và bán hết ngay. Thế cho nên là cái cuốn sách đấy nó cũng giúp cho mình có khả năng phát triển từ bấy giờ đến nay. Thấy ông bà Mão buôn may bán đắt, nhiều người hàng xóm cũng đi theo, mở cửa hàng sách, cả phố cùng bán sách. Lâu dần, Đình Lễ trở thành phố sách nổi tiếng của Hà Nội. Đình Lễ là một nơi có rất là nhiều siêu quán sách và có những sách rất là... Như một thói quen đến phố Đình Lễ, người ta nghĩ đến sách này. Ngoài Đình Lễ, những con phố cạnh đó như Nguyễn Xí, Tràng Tiền cũng trở thành địa chỉ mua sách thân thuộc với người dân thủ đô. Không chỉ mang lại thu nhập kinh tế cho các chủ cửa hàng nơi đây, công việc bán sách còn mang đến cho họ nhiều giá trị tinh thần lớn lao. Để rồi, dù bước vào tuổi xưa nay hiếm, họ vẫn chưa hết tình yêu với sách. Tại sao tôi làm về sách mà không làm các việc khác? Bởi vì sách là trí tuệ của nhân loại. Mà cái nguồn trí tuệ này lớn vô cùng. Mình đã được đọc, được xem, và cả gia đình mình cũng được đọc, được xem. Đồng thời giới thiệu những trí tuệ này mang đến mọi người. Thế chúng tôi ngồi bán hàng dưới vỉa hè, dưới gốc cây. Nhưng tôi vẫn viết làm thơ là gì? Ta lại ngồi đây dưới gốc cây. Ánh trăng vòi vọi lướt làn mây. Gió đôi nhẹ nhẹ hồn sáo xuyên, cuộc sống của ta đẹp nơi này. Rủ nhau chơi khắp Long Thành, 36 phố rành rành chẳng sai. Đó chính là nét đặc trưng của đất Tràng An. Cho dù ngày nay Hà Nội đã được mở rộng địa giới, thì ký ức về Hà Nội 36 phố phường vẫn còn đậm nét trong tâm trí của mọi người. Và dự kiến vào tháng 12 tới đây, Hà Nội sẽ xây dựng phố sách riêng. Dự án này được kỳ vọng là sẽ tạo nên tuyến phố đặc trưng cho thủ đô, trở thành con phố thứ 37, mang đậm cốt cách và hồn vía Thăng Long như 36 phố phường xưa. Phố 19 tháng 12, dài khoảng gần 200m, nằm giữa hai tuyến phố Lý Thường Kiệt và Hai Bà Trưng, thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là địa điểm được Hà Nội dự kiến sẽ xây dựng một phố sách riêng với phương án kiến trúc theo không gian phố cổ. Hà Nội là nổi tiếng là 36 phố phường, và có thêm một cuốn sách thì nó là nằm trong ý nghĩa chung của 36 phố phường, tạo không gian riêng cho nhà xuất bản, cho các bạn đọc có thể là giao lưu, rồi là tìm gặp tác giả tác phẩm, hay là tổ chức những buổi gặp gỡ trò chuyện liên quan đến sách, hay là có một cái khu tưởng niệm để tổ chức hoạt động để ghi nhớ những người đã ngã xuống tại cái ngày kháng chiến 19/12. Cuối năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh cũng khai trương đường sách, đã tạo được hiệu ứng tốt trong công chúng. Và tiếp nối tới đây sẽ là Hà Nội. Đây là nỗ lực của Hội Xuất bản Việt Nam, Ủy ban Nhân dân các địa phương này và toàn ngành xuất bản nhằm tạo một không gian văn hóa đọc, đưa người dân đến gần hơn với sách. Sau cái kết quả xây dựng đường sách ở thành phố Hồ Chí Minh, thì Hội Xuất bản Việt Nam đã chủ động trao đổi với các thành phố lớn trong cả nước, ví dụ như là Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ. Cái xây dựng đường sách rõ ràng nó khác với các cái địa điểm kinh doanh khác. Cái kinh doanh kia là thuần túy mua bán đấy, chứ ở đây nó có cái yếu tố đại chúng, yếu tố giao lưu, người lớn, các cháu, học sinh, sinh viên vân vân đều có điều kiện đến đường sách, vừa là mua sách, vừa có điều kiện để trực tiếp gặp những người làm xuất bản hay những tác giả. Với người dân thủ đô, họ kỳ vọng phố sách sẽ là một địa chỉ văn hóa hấp dẫn để lan tỏa tình yêu sách trong cộng đồng.
Đây là một thông tin rất mừng. Tôi rất là mong đợi là Hà Nội sẽ có những cái đường sách riêng như vậy. Trên phố sách đó, ngoài giới thiệu sách ra thì còn có những chương trình, trò chơi kéo độc giả đến với sách nhiều hơn. Chúng ta sẽ có cái cơ hội để tổ chức những cái điểm trưng bày sách cố định. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, trên phố sách dự kiến sẽ thiết kế các hộp sách gắn tường, đáp ứng tiêu chí phù hợp với cảnh quan đô thị, có không gian văn hóa và diện tích dành cho độc giả. Hy vọng đây sẽ là một địa chỉ văn hóa đậm chất thủ đô.